Về top 3 thì Tâm cho là mỗi bạn có màu sắc và thế mạnh khác nhau, hoàn toàn là như vậy. Nếu như Yasui mà chọn đúng bài thì phải nói rằng là bạn ấy sẽ mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả lắm. Còn Bảo Trâm thì rõ ràng là Bảo Trâm có cái thế mạnh về giọng trong và vang, trong và vang, và quan trọng hơn là bạn cũng ấy có cách xử lý rất là tinh tế. Còn Hoàng Quyên thì rõ ràng là bạn này là một cái bạn có rất là nhiều cái năng khiếu và xử lý bài rất là tốt. Hoàng Quyên cũng vậy thôi, chỉ cần chọn bài thật đúng thì Hoàng Quyên có thể rất là có thể bứt phá được. Top 3 rồi thì Tâm nghĩ rằng là bây giờ không có gì để nói ngoài cái việc là tất cả các em phải cố gắng hết sức mình. Bây giờ chỉ đánh giá trên việc tiết mục nào xuất sắc nhất và mọi người sẽ bình chọn cho tiết mục đó. Cho nên là bản thân chị thì luôn chúc cho tất cả ba em là chọn đúng bài, phát triển bài hát thật là tốt và hay, sáng tạo. Thì cái đó và trên sau khi mà mình đã chuẩn bị tất cả những việc đó xong thì mình đặt toàn bộ cảm xúc của mình vào ca khúc và trong cái đêm thi đó và xem như là mình biểu diễn lần cuối cùng trên cái sân khấu Việt Nam Idol, thì chị nghĩ là chị em sẽ có một đêm diễn thật tốt.